Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta cùng nhau học một bản nhạc Hoa có tên tiếng Việt là Chúng ta đã hứa. Bài này sách nhạc được viết ở giọng La Thứ. Mình cùng nhau học câu intro nhé. Mi do si la, mi do si la. Si đi cặp với son, la và la. Tay phải khá là đơn giản ha. Tay trái thì mình sẽ có cái la thứ nhé. La mi la si do, năm nốt đi. Thì khi mà tay phải đánh cao thì hợp âm cũng nên đánh ở giữa giữa này nè ha, chứ đừng có đánh khá quá xa nhau. Tiếp tục đô bát son thì sẽ là son mi son đô, son mi son đô. Tiếp tục pha chuyển ba nốt fa đô fa re thứ ba nốt, và mình có âm mi sắp tốn á, là mi si mi la son thăng. Rồi mới ghép chậm này, mi đô si đi với la nhá, si. Đánh la xong á thì mới đánh những cái nốt còn lại ha. Đó này, mi đô si la, tức là nó suýt soát nhau, chứ cái la này với cái la này không đánh cùng nhau nhá. Mi đô si la xong mới đánh ba cái nốt này. Câu tiếp theo cũng vậy, mi đô si rồi mới la, sau đó mình mới đánh hai nốt còn lại. Tương tự mi đô si la, rồi cái chùm này đi với re này, la la đi với mi, đúng tốc độ ha. Sau đó mình vô bài nhé. Phím khúc 1. La mi mi re đô. Chỗ này là có son thăng si mi. Chỗ này re re đô re. La re đi đi kèm với la. Đô si đi kèm với son. Fa mi re re đô. Đô re mi, hai câu này trước nhất. Thì trong quá trình đàn chúng ta nên có cái nút bè thì nó sẽ hay hơn là chỉ đánh nút đơn thôi. Một lần nữa, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ tay trái mình sẽ có la thứ ha. La thứ tương tự cái intro là mi la si đô. Mình có mi bát son thăng là son thăng, mi son là son, mi son si mi. Re thứ bát pha thì là ba nốt rồi, fa re fa, và son ba nốt là son re son. Đô trưởng đô son đô và mi. Ok, bây giờ mình sẽ ghép chậm nào. La mi 2 3 4 5, mi re đô. Chỗ này mình vuốt cái này đi kèm với son thăng nha, chung ở đây luôn. Re re, cái si này rất là mình nè, đô re đánh chưa.
Re đi với đô trưởng. Đúng tốc độ hơn ha. La mi 2 3 4 5 mi re. Ok, đoạn số 2. La mi. Chỗ này mình đánh cạnh này, la với đô. Mi đô mi re re đô re la re đi cặp với la đô si đi cặp với son thằng fa mi si đô la. Hợp âm nó cũng sẽ có những cái khác, ví dụ la thứ cũng là năm nốt, nhưng mà mình sẽ có cái hợp âm đó là re chuyển bát la, thì mình sẽ đánh la trước, sau đó mình sẽ đánh những cái nốt trong re chuyển bát la. Sau đó re thứ ba nốt là re la re mi ba nốt, và cuối cùng là la thứ năm nốt lại. Rồi mày ghép nhé. La mi đi với la năm nốt. Rồi chỗ này mình sẽ đánh một mình tay phải. Mi đi với la chung ở đây này. Re do re la. Thì mình sẽ dặn ở đây nha. Ví dụ mi 7, tức là tay phải là mình đánh mi son thăng si, nhưng mà tay trái mình sẽ bấm là mi si re, là mi 7. Trong này nốt nó ghi thấp như vậy, nhưng mà mình sẽ đánh ở trên này. Ví dụ như đúng của nó sẽ là phải đánh ở đây, nhưng mà thôi mình lên cao đánh nhá, đó sẽ hay hơn. Mi do si la si la si do do mi fa son fa si la son la son la son la fa mi. Sau đó đến cái đoạn này mình đánh ở đây. Mi mi re re đô thăng mi re. Tiếp si 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 la 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 son thăng la son la son la son la si. Giờ mình được hết cái điệp khúc. Đúng tốc độ sẽ là mi đô si la si la si. Hợp âm sẽ là thứ ha, la mi la si đô năm nốt, re thứ năm nốt luôn, re la re mi fa son chữ năm nốt luôn, son re son la si đô chữ năm nốt luôn, đô son đô re mi tiếp tục, si thứ bảy nhân năm á, si đi là si fa la, mi bass son thăng thì là son thăng mi son thăng. Thì đến cái đoạn tiếp theo mình sẽ dàn la, dàn son và dàn fa. Và cái tiếp tục si thứ bảy nhân năm tức là si fa la, mình đánh năm nốt thì mình sẽ thêm hai nốt nữa, đó là si re cho nó hay ha, và cuối cùng là mi năm nốt, mi si mi son thăng si. Rồi vì mình ghép chậm nha, mi đô đặt chung hết tất cả luôn. Đánh chung ba nốt đầu, sau đó dư ra hai nốt này,
với son chung 5 nốt luôn. Mi đi với đôi chữ, thoải mái đánh một mình. Mi, mi đi với si nhé, đánh chung 2 nốt. Mi đi với son thẳng, đánh chung 2 nốt luôn. Rồi bắt đầu dàn nha. Nhưng mà lần thứ hai á, thì mình có thể xuống dưới đánh mi do si la si la si do da mi fa sa fa. Thì bây giờ mình sẽ có một cái câu fill in vào chỗ này, đó là la fa la mi la re la do la. Rất là nhanh nha. Đó, sau đó là mình xuống dưới đánh tiếp cái melody si la son la son la si re re fa son mi. Thì chỗ này melody nó hơi khác cái đoạn đầu đó. Tiếp mi mi re re do mi re si 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 la la. Câu này cũng khác nè, mi mi re re do si 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 mi la. Ok, nói chung đoạn 2 nó sẽ có một vài thay đổi một chút ha. Hợp âm thì cũng không có gì khác đâu, hợp âm vẫn giống như đoạn 1 thôi. Bây giờ mình ghép nha. Mi đô đánh chung luôn. Si la si la si đô đô. Mi fa đi với re đánh chung 3 nốt. Sau đó mình phải nhảy lên đánh cái fill in liền nhé. Đó, rồi xuống dưới đánh la đi với son. Thank you.
Ok, chúc cả nhà tập thành công nhé. Thank you.